biết là nó có một cái sẵn không thằng không thì là bắt nó ra được. Cái cắt nghe cho gọi. Cắt một trái ớt để gì thôi. Trời ơi, cắt gì quá trời. Để như người nào không ăn thì lụng ra kiểu dạng nó thơm ra phải không? Love and passion. Ừ, đúng rồi. Nước mà nó xào thơm thơm nó đưa nó chín nó quá ngon. Rồi, Dung ơi, thử một miếng này Dung. Dạ thôi. Sáng năm trước tại Vũng Tàu là chỉ có hai người thôi. Có hai người, 60 năm trước, 60 năm sau được thay bên kia rồi quá đông vũ vô. Vô cái đi. Vô đi. Vô. Vô. Trời mừng ngoại 60 năm. 2, 3. Vô 60 năm cuộc đời của ngoại nè. Cảm ơn anh Đục. 1, 2, 3. Vô. Rồi, cảm ơn bác Tùng, cảm ơn bác Tùng. Quay phim nha, quay phim nha. Trời. Em bút của em à. Thôi về chung đi nữa cái. Em bút của em à. Như em ruột mà. Ủa nó em ruột của chú Tùng vậy là chị ruột của Tùng. Đúng rồi. Đúng rồi chị. Chị hai này luôn nha. Ủa chị làm món gì vậy? Đó cái bà này sợ cũng phải lâu rồi đó. Chưa ma gốc. Cố gắng nhiều lắm. Cái đó sợ bài cũng phải lâu rồi đó. Năm nay con chúc bác năm vui vẻ. Tiền vô như nước, ra như giọt phê. Ra như nhóc, ra như hai thứ nhóc. Cảm ơn gửi cho bố đi. Cảm ơn bác Tùng. Chúc lành lành với anh. Lấy bác chúc con nè học giỏi nè, nhiều may mắn nè, dạng sự như ý nè. Trong đầu con nghĩ sao con nói vậy? Không quên à, kèm tiếng Anh cũng được không sao?
Thì chúc mừng, you can say the rest in English. Nhìn bác. Ừ, nhưng mà con nhìn bác con nó chọn một đại bài mà thêm vào đó. Ôi rồi, chúc con gái là lúc nào cũng xinh đẹp nè, học giỏi nè và tự lập nhé. Đây và con ơi, ok rồi. Năm mới này biết chúc bác năm mới có sức khỏe, có thật nhiều tiền của thêm dành nhà. Rồi, cảm ơn con. Rất là thực tế. Công nhân phú quý, việc làm đi hãng. Rồi. Có bài luôn cả. Không có. Người vợ xinh đẹp của anh Năm. Nói nhiều đó là đủ sướng, nói một chút gì đó nha. Nói nhiều đó là đủ sướng. Ở đây có 2, 3, 4 năm rồi. Giờ giàu Út chịu, lỗ Út chịu. Bỏ cái gì là cho Út á. Nghe con giàu Út chịu khoái quá chứ thằng giờ nghe nghèo Út chịu. Phải phấn đấu, không có chơi vô. Phấn đấu làm việc. Đi sao về anh vậy ha? À, đi làm sao về như vậy? Thật sự. Sometimes it hurts instead.
riding somebody in slow mo. I can imagine somebody a training montage, like the Karate Kid. Yeah. Running? Jumping up like a... Is that like the Karate Kid? Training on, training on. Yeah, training on. That is first reaction to my song. No, I'm not gonna imagine it's Jackie Chan. Oh! Thank you. I had the chance, take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man.